Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Vào thứ sáu vừa qua, thì chính người đứng đầu ngoại giao của EU là Joseph Borrell đã công khai nói với truyền thông rằng giờ đây liên minh châu còn rất ít lựa chọn đối với các biện pháp trừng phạt mới áp đặt lên những người nga. Vì vậy, thay vì cố gắng làm những điều vô ích, chúng tôi có thể tiếp tục tăng cường hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Hiện tại, Ukraine đang cần rất nhiều tiền để giữ cho bộ máy hoạt động một quốc gia mà đang sống trong thời kỳ chiến tranh cần rất nhiều nhu cầu về tài chính. Điều này sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực từ phía chúng tôi. Vì vậy, các biện pháp trừng phạt cũng như hỗ trợ quân sự không phải là tất cả. Tuyên bố của người đứng đầu ngoại giao EU này được đưa ra sau khi Chủ tịch của Ủy ban Liên minh châu là Ursula von der Leyen cũng đã có tuyên bố tương tự mà tôi đã gửi cho các bạn trong video sáng nay. Bật chập, những thông điệp này được đưa ra khi mà đã có gần 2 triệu công dân Pháp xuống đường biểu tình và đình công trong suốt một tháng qua nó đã cho thấy rất rõ ràng quan điểm của giới tinh hoa triều không có gì quý hơn độc lập tự do của Ukraine, cho dù phải hy sinh nhiều công dân trong châu lục họ. Vào lúc này, dường như đang diễn ra một cuộc đảo chính mềm trong chính lòng nước Pháp để nhằm chống lại phương Tây. Chính trị gia thuộc đảng cánh tả của Pháp là Philippe, người mà cũng mới chỉ một tuần trước đã đứng lên tổ chức một cuộc biểu tình lên tới hàng chục nghìn người tại thủ đô Paris. Ông cũng chính là người đứng trước quảng trường trung tâm công khai sẽ cờ NATO và EU. Giờ đây, vị chính trị gia này lại tiếp tục công khai nói trên Twitter rằng Zelensky đang thua cuộc, NATO đang trở nên cấp tiến hơn. Sau sự phá hủy của đường ống dòng chảy phương Bắc, khả năng toàn cầu hóa cuộc xung đột đã được kích động vào mùa xuân. Hãy thúc đẩy ý tưởng hòa bình, hãy để Pháp ngừng bị Ursula và EU lãnh đạo. Ông cũng nói thêm rằng một cuộc biểu tình tuần hành vì hòa bình sẽ được tổ chức tại Paris vào ngày 18 tháng 3 sắp tới. Những người dân cần phải xuống đường để bày tỏ sự phản đối của mình đối với cả chính phủ hiện tại. Vâng, khi mà bài toán hàng triệu người đang đình công ở Pháp vẫn chưa được giải quyết, thì giờ đây, vị chính trị gia thuộc đảng cánh tả này lại tiếp tục kích động thêm người dân cho một cuộc biểu tình vào ngày 18 tháng 3 sắp tới. Có vẻ như là Filippo muốn lật đổ chính quyền Macron hiện tại. Khi mà ông đã rất nhiều lần tổ chức các cuộc biểu tình nhằm chỉ trích các quốc gia thuộc phương Tây hỗ trợ tài chính cho Ukraine và đồng thời cũng chỉ trích luôn việc cung cấp các thiết bị quân sự cho chế độ Kiev. Thứ mà ông cho rằng nó chỉ kéo dài thêm cuộc xung đột ở quốc gia Đông Âu này. Chưa dừng lại ở đó, Fanscot Acelino, lãnh đạo thuộc Đảng Liên minh Cộng hòa Nhân dân Pháp, đã chỉ trích các quyết sách của giới chính trị gia phương Tây và các phương tiện truyền thông. Mà theo ông suy nghĩ, hành động bài Nga và Trung Quốc vô tội vạ như vậy sẽ chỉ khiến cho một thế giới đoàn kết để chống lại phương Tây. Acelino đã viết nguyên văn trên Twitter như sau. Nếu loài người còn tồn tại trong hai thế kỷ nữa, thì các nhà sử học của năm 2223 sẽ phải vô cùng sững sở trước sự vô trách nhiệm của các nhà lãnh đạo chính trị và các phương tiện truyền thông lớn của phương Tây trong thời đại của chúng ta bằng sự kiêu ngạo và mù quáng của mình, bọn họ sẽ khiến cả thế giới đoàn kết để chống lại phương Tây. Lời bình luận của Arcelino được đưa ra khi mà Lý Thượng Phúc được bầu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc. Theo Arcelino, thì việc Bắc Kinh bầu Lý Thượng Phúc làm Bộ trưởng Quốc phòng chẳng khác nào như một cái tát vào chính quyền của Mỹ bởi Lý Thượng Phúc từng bị chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào năm 2018 áp đặt lệnh trừng phạt do hợp tác quân sự với Nga. Lý do Mỹ đã đưa Lý Thượng Phúc vào danh sách đen bởi vì ông với tư cách là người đứng đầu cuộc phát triển thiết bị khi đó đã có những giao dịch bí mật quan trọng liên quan đến việc chuyển giao máy bay chiến đấu Su-35 và các vật liệu liên quan đến hệ thống phòng không S-400 từ Nga sang Trung Quốc. Vì vậy mà hành động ngang nhiên bổ nhiệm Lý Thượng Phúc vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng đã cho thấy Bắc Kinh muốn gửi một thông điệp rõ ràng tới Washington là họ coi thường lệnh trừng phạt của Mỹ. Điều này cũng được ẩn giấu sau thông điệp vô cùng mạnh mẽ của Chủ tịch Tập Cận Bình trong bài phát biểu của ông tại cuộc họp bế mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội. Ông nói rằng, đất nước Trung Quốc đã có một bước nhảy vọt từ đứng lên và giàu sang trở nên hùng mạnh. Sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa đã trở thành một quá trình lịch sử không thể đảo ngược. Sau hàng trăm năm đấu tranh, nỗi nhục của người dân đã được gột rửa và các công dân của Trung Quốc đã trở thành những người làm chủ vận mệnh của mình. Vâng, với câu nói nỗi nhục của những người dân Trung Hoa đã được gột rửa. Ý Chủ tịch Tập Cận Bình có thể ám chỉ một trong hai sự kiện đó là cuộc chiến với cả những người Nhật Bản và thứ hai là chiến tranh nhà phiến với cả phương Tây. Cả hai sự kiện đều tương đồng, đó là những người Trung Quốc bị Nhật Bản cũng như nước Anh đè đầu cưỡi cổ. Đây quả thật là một vết nhơ trong lịch sử của Trung Quốc. Giờ đây, bọn họ đã tự vượt lên chính mình. Đúng như lời Chủ tịch Tập Cận Bình nói, trở thành một siêu cường số 1, số 2 trên thế giới chỉ sau những người Mỹ và có thể là vượt lên trong tương lai. Đây là một điều dù các bạn muốn hay không, chúng ta cũng phải công nhận là họ thực sự giỏi trong việc vượt qua chính mình. chưa nói là họ có khả năng vượt qua những người Mỹ hay không, nhưng hiện tại không mấy quốc gia giống như Nga và Trung Quốc dám ngang nhiên đối đầu với cả những người Mỹ. giờ đây Trung Quốc còn công khai cảnh báo một quốc gia Đông Nam Á là đừng có dẫn sói vào nhà. vâng, quốc gia đó là Philippines, chân đạp hai thuyền. lúc thì thân Trung Quốc để chống Mỹ, lúc thì lại thân Mỹ để chống Trung Hoa. các bạn đừng so sánh với cả Việt Nam, chính sách của Philippines hoàn toàn khác với chính sách của chúng ta. chúng ta không đứng về bên nọ để chống lại bên kia đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác quân sự. Còn Philippines thì khác hẳn, họ sẵn sàng quay xe để chống lại một bên nếu bên kia cho họ nhiều lợi ích hơn. Vào ngày hôm qua, thì Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã đưa ra những cảnh báo mới nhất tới chính phủ Philippines sau quyết định của Tổng thống Ferdinand Marcos đã cho phép quân đội Hoa Kỳ tiếp cận 4 căn cứ quân sự ở quốc gia Đông Nam Á này. Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh rằng sự hợp tác như vậy sẽ kéo Philippines chống lại Trung Quốc và trói buộc nước này vào cỗ xe xung đột địa chính trị, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho lợi ích quốc gia của Philippines cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực. Kể từ khi Tổng thống Marcos nhậm chức vào mùa hè năm ngoái, quan hệ của Philippines với Bắc Kinh càng ngày càng xa sút khi mà hai quốc gia này liên tục có những tranh chấp về lãnh thổ ở Biển Đông. Chà chà, đọc đến đây thì các bạn biết rằng Việt Nam chúng ta khác xa Philippines ở điểm gì không? Đó là chúng ta cũng có những tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng ta và Trung Quốc đã rất nhiều lần giao lưu hai bên với nhau. Khi thì bốc đầu rẽ sóng, hứng thì phun nước vào nhau. Mà hứng quá thì cho tàu giao lưu thân thể. Tuy nhiên nó giống như là các quốc gia trong nhà giải quyết chuyện nội bộ lẫn nhau. Chứ chưa bao giờ câu chuyện lại liên quan nhiều tới những người Mỹ. Vì chúng ta không bao giờ cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự của mình tại Việt Nam. Còn câu chuyện của Philippines dường như đã khác hẳn. Họ đang tự biến quốc gia mình trở thành một khu vực nguy hiểm, thiếu ổn định và mất các kết nối về kinh tế với Trung Quốc trong tương lai bằng việc cho những người Mỹ đặt căn cứ quân sự thì chẳng khác nào như Philippines đang trở thành một mặt trận địa chính trị thứ hai sau Ukraine và Đài Loan trong công cuộc chống Nga và Trung Quốc của Mỹ. Không biết có phải lúc này Philippines cũng muốn giống như Ukraine xin gia nhập NATO hay không? Bởi vì một sự thật rằng, NATO bây giờ không chỉ mở rộng về phía Nga, mà những người Mỹ còn muốn nó mở rộng cả về phía Trung Quốc. Phải chấp nhận thôi, đây chính là sự mở đầu của một thế giới đa cực. Nó sẽ bị chia năm xẻ bảy thành nhiều khu vực để cạnh tranh lẫn nhau. Vẫn là câu nói của tôi, với tình hình địa chính trị vô cùng phức tạp như hiện nay, bao gồm cả châu Á và châu Âu, thì Việt Nam mãi mãi đứng về phía trung lập mới có thể thu được nhiều lợi ích nhất. Kể cả chúng ta không có nhiều lợi ích nhất trong việc đứng ở trung lập thì cũng chắc chắn các công dân của Việt Nam sẽ yên ổn nhất trước những cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai. Đây chính là điều tôi muốn nhắn nhủ các bạn trong video này, đó là trong mọi vấn đề về biển Đông, đừng nghe những người khác kích động, đặc biệt là vẹn vàng tới từ Cali. Hãy luôn tâm niệm điều này trong đầu cho tôi, đó là chúng ta có nước và chúng ta có não, làm sao mà có thể đi nghe lời của những kẻ mất nước và vô não được đây? trở lại với câu chuyện một phương tây tập thể đứng đầu là mỹ để chống nga và trung quốc thì giờ đây một phương tây tập thể điển hình là châu âu đang khóc thét vì các lệnh chống nga của mình họ nghe theo những người mỹ cấm nguồn khí đốt của nga sau đó lại tiếp tục nghe theo mỹ để áp giá trần dầu thô của nga luôn đổi lại họ được gì giá cả năng lượng tăng cao gấp ba hơn bốn lần trong khi đó thì tình hình lạm phát các bạn cũng thấy rồi biểu tình đỉnh công ngày một gia tăng trong các quốc gia thuộc châu âu còn nga thì sao chắc phải sợ hãi lắm vì các lệnh trừng phạt đó vâng họ rất sợ bởi vì bây giờ Ấn Độ và Trung Quốc đang tranh giành dầu thô của họ điều này được chính truyền thông của phương Tây là Reuters xác nhận sau khi các khách hàng phương Tây không chọn mua trực tiếp năng lượng xuất khẩu của nga vì các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu thì Ấn Độ và Trung Quốc ngược lại lại đang điên cùng nhập khẩu nó chính vì điều này đang đẩy giá dầu thô ngày một tăng lên do thiếu hụt nguồn cung dầu thô của nga hoặc cũng có thể các đối tác mua dầu thô từ nga đang găm hàng để chờ tăng giá rồi bán lại cho phương Tây chưa dừng lại ở đó dầu thô của nga không chỉ luân chuyển sang trung quốc và ấn độ mà nó còn đang được luân chuyển sang trung đông dữ liệu cho thấy các tiểu vương quốc ả rập thống nhất đang tăng cường mua dầu thô của nga bất chấp các áp lực ngày càng tăng từ mỹ và các đồng minh phương tây nhằm hạn chế thương mại với moscow thương mại giữa tiểu vương quốc ả rập thống nhất và nga đã đạt đến mức cao nhất trong mọi thời đại kể từ năm ngoái quốc gia trung đông này đã trở thành một trong hai mươi đối tác kinh tế lớn nhất của nga uae cũng là một trong những trung tâm chuyên chuyển dầu thô lớn nhất trên thế giới Cảng Ali ở Dubai chiếm 55% tổng thương mại giữa Moscow và các quốc gia vùng vịnh. Từ những dữ liệu mua dầu thô Nga của Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia vùng vịnh, kẻ chịu thiệt hại nhất lại chính là Mỹ và châu Âu. Đơn giản rằng việc điên cuồng mua dầu thô của Nga vào khiến cho các quốc gia này hoàn toàn có thể kiểm soát được giá dầu trên thế giới. Họ sẽ găm hàng lại, đẩy giá dầu lên cao với lý do là nguồn cung của Nga thiếu hụt. Sau khi được giá, họ sẽ bán dầu thô của họ cho các quốc gia phương Tây và sử dụng dầu thô giá rẻ của Nga để kiến thiết đất nước. Điều buồn cười là chính các lệnh trừng phạt của phương Tây lên nguồn năng lượng của Nga đã khiến cho các công ty năng lượng của phương Tây hạn chế mua dầu thô trực tiếp từ Nga. Tất nhiên là họ vẫn mua qua chợ đèn, nhưng chắc chắn giá nó sẽ cao hơn rất nhiều so với việc mua trực tiếp. Trước kể họ còn phải né tránh các lệnh trừng phạt tới từ phương Tây nếu bị phát hiện. Mỹ dường như đã nhận ra điều này. Họ thấy rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ có mình và châu tập thể là chịu thiệt và lạm phát sẽ ngày càng gia tăng do giá dầu tăng cao. Vì vậy, trong một động thái quay xe 180 độ, thì những người Mỹ lại kêu gọi các thương nhân tới từ phương Tây tiếp tục vận chuyển dầu thô của Nga đi khắp nơi trên thế giới. Các công ty thương mại tới từ phương Tây cho biết Washington đang tích cực khuyến khích bọn họ tham gia lại vào việc vận chuyển dầu thô Nga. Theo đó, chính quyền Hoa Kỳ kêu gọi các nhà giao dịch hoàng hóa lớn nhất trên thế giới giảm bớt lo ngại về các thỏa thuận dầu mỏ Nga trong một nỗ lực để đảm bảo nguồn cung cấp toàn cầu. Giờ đây, Washington đang cố chấn an các công ty giao dịch mua bán dầu thô rằng họ có thể giao dịch với cả những người Nga mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tất cả những điều này được Washington lý giải rằng họ lo ngại về việc kiềm chế nguồn cung dầu Nga sẽ khiến giá cả tăng cao chóng mặt. Nhưng thực tế là họ đang lo ngại rằng Ấn Độ và Trung Quốc cộng các quốc gia thuộc Trung Đông đang găm hàng khiến cho một phương Tây tập thể phải chịu giá cao trong việc mua bán dầu thô Đáng chú ý là trong khi các thương nhân từ các nước EU và G7 bị bắt buộc phải đưa ra những tài liệu chứng minh rằng đây có phải dầu thô của Nga hay không. Nhưng giờ đây ở Hoa Kỳ, việc kiểm tra dầu Nga lại tương đối lỏng lẻo. Có vẻ như là vào lúc này những người Mỹ không hề muốn cấm dầu Nga nữa Mà thật sự muốn dầu của Nga được vận chuyển đi khắp nơi trên thế giới Lý giải cho điều này rất có thể là do sự sụp đổ của một trong những ngân hàng lớn nhất của Mỹ vào vài ngày trước Theo đó ngân hàng mang cái tên SVB đã tuyên bố phá sản vào sáng ngày 10 tháng 3 Ngân hàng này chuyên cung cấp các dịch vụ cho các công ty khởi nghiệp công nghệ Chưa kể đến ngân hàng này cũng cung cấp tài chính cho gần một nửa số công ty chăm sóc sức khỏe ở Mỹ SVB nằm trong số 20 ngân hàng thương mại hàng đầu của Mỹ. Tính đến cuối năm ngoái thì tổng tài sản của ngân hàng này là 209 tỷ đô la. Lý do phá sản của ngân hàng này vô cùng dở hơi đất hỡi. Đó là do khách hàng rút tiền hàng loạt. Sau một thông báo mà ngân hàng SVB tuyên bố là họ đã bán lỗ một loạt các cổ phiếu. Vì vậy họ sẽ phải bán một số cổ phiếu của ngân hàng tương đương với giá trị 2,25 tỷ đô la để bù vào khoản lỗ. Chính vì điều này đã gây ra sự hoảng loạn trong giới đầu tư mạo hiểm và họ được cho là đã khuyến cáo các công ty rút tiền khỏi ngân hàng này. Một nguyên nhân quan trọng khác cũng là do cục dự trữ liên bang Fed, ngân hàng trung ương của Mỹ này, với việc tăng lãi suất một năm trước để kiềm chế lạm phát, vô hình chung đã làm giảm đà tăng của các cổ phiếu công nghệ, vốn là nguồn thu chủ đạo cho ngân hàng SVB. Bởi thế mà chúng ta thấy được, trong một vài tháng vừa qua, rất nhiều các công ty công nghệ lớn của Mỹ đã phải sa thải hàng loạt nhân viên của mình để cân bằng chi phí. Chính vì sự sụp đổ của một trong những ngân hàng lớn nhất của Mỹ đã khiến cho Hoa Kỳ sợ hãi hiệu ứng domino, dẫn đến việc hàng loạt các ngân hàng khác sẽ sụp đổ theo đặc biệt là các ngân hàng đầu tư nhiều vào mảng dầu thô và năng lượng chính vì vậy chúng ta thấy hiện tượng những người mỹ quay xe họ khuyến khích các công ty năng lượng của phương tây tiếp tục quay trở lại mua dầu thô của nga đơn giản rằng những công ty nào không có hàng thì mới lo sợ phải sụp đổ chứ còn như nga trung quốc ấn độ hay trung đông thì sao phải nghĩ đây tất nhiên là hoa kỳ cũng là quốc gia không thiếu dầu nhưng xin nhớ rằng họ còn thao túng cả hệ thống tài chính vì vậy họ cần đảm bảo rằng các ngân hàng khác đặc biệt là các ngân hàng đầu tư cho mảng năng lượng sẽ không gặp phải tình huống tương tự khi mà các nhà đầu tư mạo hiểm cảm thấy rủi ro và thua lỗ nên đồng loạt rút vốn khỏi nơi đây. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.